Huy vô đây. Nó nhảy lên làm như nó bị hước một cái. Trời ơi. Nhảy ra chưa? Ăn cái đồ mà không ăn được không à? Em. Có ăn được đâu mà nó nhảy ra. Nhảy ra. Nè gấu. Thôi, muốn ăn cái đó. Này quay tới 4K luôn nè. Không biết cái máy này quay 4K như thế nào. Nhưng mà hình ảnh thì tối mù không biết. Mình thiếu sáng. Để dưới đi, nó quay phim rồi. Diễn viên mà như thằng gấu này chắc thua luôn. Ê gấu ơi, mặt này trắng trắng rồi kìa. Trắng thiệt không? Dạ. Trắng thiệt không? Tại lúc bữa hôm trước lúc nó còn nhỏ đông chưa mập á, thử đi đái cho tao đánh cho mày chết. Ra đây. Tôi đang quay phim nó nghe, không có chạy ra đây mà giỡn. Nghe nhạc em ơi, tôi đang nghe nhạc á.